đây là ngã tư giữa đường Phạm Văn Đồng và cái đường này là tỉnh lộ 10, giờ chưa có tên. Vào buổi chiều, bên kia cà phê Vườn Phố, thẳng tuyến trước mặt của đường Phạm Văn Đồng thì chúng ta đi về biển Thuận An. Hủ tiếu, chả, trứng cút. Mời quý vị và các bạn cùng với mình vào thưởng thức tô hủ tiếu vị già Phạm Văn Đồng như thế nào. Có gì rồi, có xương ấy. Dạ. Cái này là chị? Xương heo. Xương heo. Ngon quá hay. Cái nồi bên kia là chị? Nồi hủ tiếu. À, nồi hủ tiếu. Hầm nước xương, hầm tới nó qua đó. À. Còn bỏ gì nữa không? Hành. Hành đây rồi. Rồi. Rau. Rau nữa. Nói chung là đi trao quà cho bà con. Giờ chiều đói bụng quá. Thấy tô hủ tiếu đang còn bốc hơi nóng và thơm như thế này. Rất là vui á. Nước ngọt. Ngọt, ngon. Được rồi. Chị bán đây lâu bao rồi? Mười mấy năm rồi. Cái nước ok đấy ha. Nước này cũng hâm xương ra đó. Tô như thế này là 25.000. Cái sợi hủ tiếu này, theo mình được biết thì cái sợi này được làm từ gạo, heo sườn, có vẻ như heo non. Tất nhiên bên cạnh đó có gia vị hành, rồi rau này là rau quế, tiêu, giá, vân vân. Hấp dẫn quá. Cho bà mình chăm. Trời Huế hôm nay mặc dù nắng nhưng mà đi giữa đường không mặc áo lạnh thì cũng có cảm giác lạnh. Đây, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức. Mình cũng thấy đậm đà. Cái giá nó rùm rùm trong miệng. Có 25.000 nhưng mà thịt cũng khá là nhiều. Thịt mềm. Thêm thì tương ứng cái gì thì thế. Thì chắc là cay hơn rồi. Bỏ bỏ chút tương ứng nhầm. Nó cay và thơm. Tất nhiên là thơm mùi ớt. Không biết với một tô như thế này thì ở ví dụ như là mì bao nhiêu, nhưng mà ở mình đây 25.000 thì tầm hơn một đô tí thôi. Thank you.
cũng rất là xứng đáng dừng lại để ăn. Thịt béo mềm rất là bở. Quảng bán từ 2 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm, tức là đi biển Thuận An lên ngang đường Phạm Văn Đồng, nên là từ nay ăn trọng đời luôn, rất là đẹp. Tất nhiên hủ tiếu thì có nhiều loại sườn bò vân vân, nhưng mà hôm nay mình thưởng thức cái loại sườn heo. Xoài hủ tiếu mềm ngọt. Đó. Được. Với cái tô hủ tiếu như thế này thì trọng đòi cũng ok. Tôi thấy đó còn có cái đồ lượng nhất định. Càng hồ. Rồi, như vậy là mình đã thưởng thức xong một tô hủ tiếu cùng cả là ok. Nên thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Không quên là bấm đăng ký để cập nhật video mới trên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Cũng như là xin ý kiến bình luận chia sẻ video đến bà con xa kênh Việt về Huế. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc mọi người luôn vui khỏe.